mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ngày nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe Toyota Camry bản 2.4G sản xuất năm 2011 với một chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội đời của chiếc xe thì nó hơi sâu một chút rồi cái tầm giá của chiếc xe bây giờ nó cũng vô cùng hợp lý chỉ khoảng hơn 300 triệu anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe trong phân khúc hạng D với đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn và cái trải nghiệm lái của chiếc xe rất tốt về những đường nét sơ qua về hệ thống sơn si nốp nắp la răng rồi những phần gương kính chỉnh điện tích hợp bó rẽ của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp anh chị bạn có thể nhìn qua những cái phần đẹp mạ của chiếc xe Đấy, những đường nét tổng quan của chiếc xe thì em cũng quay rất là kỹ cho anh chị và các bạn có thể tham quan xe hiện đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô hòa bình số 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test mọi nơi trên toàn quốc. Có hỗ trợ sau xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Đây là hiện trạng về phần đuôi của chiếc xe anh chị nhé. Có trang bị tính năng an toàn như là cảm biến, cam lùi. Hệ thống đèn hậu, đèn cảnh báo được trang bị đầy đủ. Dọc thân xe đây, với những nẹp mạ chrome cũng như là các chi tiết tay nắm cửa được sơn cùng với cả màu ngoại thất, nội thất với hệ thống ghế da màu kem, các chi tiết từ những phần keo chỉ, đinh tán rồi những phần dập đổi của nhà sản xuất vẫn còn giữ được độ đẹp. Tay nắm cửa có trang bị cho anh chị và các bạn như là phần bọc da ốp gỗ với chất lượng da cao cấp mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác ngồi thoải mái, dễ chịu với hệ thống ghế da đục lỗ thông hơi những đường nét tổng quan về ghế ngồi để em sẽ quay cho anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình ta cùng trao đổi nhận các ưu đãi tốt nhất của cửa hàng Đó. hệ thống cửa gió điều hòa cũng như là bệ tỷ tay cũng được trang bị đầy đủ và ta sẽ cùng đi tiến tới về hệ thống ghế ngồi, khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng khám phá với em. Đầu tiên ta sẽ vẫn phải đi vào những phần cánh cửa để biết được cánh cửa có bị đâm vai hay không, những con ốc bản lề có bị tháo dỡ hay không, Đấy, những cái chi tiết để đánh giá cái độ hao mòn. Chiếc xe này thì được ba chủ bác ấy cũng chăm chút, giữ gìn cẩn thận nên nó còn giữ được độ đẹp. Các chi tiết khấu hao của chiếc xe anh chị có thể khám phá cùng em. Trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn mà chưa xem kỹ được chỗ nào thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ video call hoặc chụp lại những cái phần theo yêu cầu cho các bác có thể tham khảo. Thông số hình ảnh của chiếc xe em cũng đã có cập nhật trên web hơi com Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để xem thông tin về chiếc xe anh chị và các bạn đang cần tìm. Những đường led về hệ thống bệ tì tay, chất lượng từ những cái phần yên ngựa, hệ thống cần số, màn hình giải trí vô lăng thích hợp các phím điều chỉnh chức năng bọc da ốp gỗ Và chủ thì cũng đã bọc vô lăng rồi anh chị và các bạn cầm sẽ cảm giác nó đầm chắc thoải mái hơn và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua lại một chút về khoang nội thất sau đó ta sẽ cùng đi ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy 2.4 cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành trong phố hay đường trường một cái cảm giác lái tuyệt vời hiện trạng đây về phần đầu xe, các chi tiết bóng đèn rồi mặt nắp cabo, Các chi tiết này nó vẫn giữ được độ đẹp anh chị ạ. Với phần khoang máy của chiếc xe, ta sẽ quan sát từ những con ốc bản lề đến những cái phần dập nổi, dập tròn của nhà sản xuất cũng như hệ thống thanh răng, ốc chân máy, ốc mặt máy, keo mặt máy, tất cả các chi tiết để có thể đánh giá được xe có bị đâm va hay ngập nước gì không. Anh chị và các bạn có thể theo dõi qua những cái chi tiết như này. Và với chiếc Toyota Camry bản 2.4G sản xuất năm 2011, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 395 triệu. Giá lại thì vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển hay giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Anh chị và các bạn đừng quên like, đăng ký kênh nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật thường xuyên hàng ngày và cũng như là có thể góp ý cho em ở phần bình luận để em có thể hoàn thiện hơn mang đến cái nội dung nó đầy đủ hơn cho mọi người ở những cái video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ